Chào mừng các bạn đã trở lại với Tôi Đọc Bạn Nghe. Cảm ơn sự lựa chọn và đồng hành của các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Nhớ đăng ký kênh để được nghe nhiều nội dung hấp dẫn, thú vị tiếp theo trong mỗi buổi tối hàng ngày. Và đừng quên chia sẻ để nhiều người cùng nghe. Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp câu chuyện Ổ Buôn Người, chương thứ 24. Mãnh chui lủi qua các lối tắt của dân chuyên hàng lậu để tránh các chốt kiểm tra hộ chiếu, rồi bắt xe đò về thị xã Lạng Sơn. Tại một nhà nghỉ bên sông Kỳ Cùng, hắn ung dung tắm rửa và nghỉ ngơi sau một ngày mệt lả người, nằm vắt chân lên chiếc đệm dày, thủng thẳng nhai kẹo để giữ đầu óc tỉnh táo. Hắn nghĩ không biết đến giờ này Han đã bị cảnh sát Boshan tóm sống hay chưa. Nếu rồi thì chắc đang bị hỏi cung, và tên phản trắc ấy sẽ cố khai thật nhiều đồng bọn để giảm nhẹ tội cho mình. Chấp hết, Mãnh thấy nước cờ của hắn đang đi là đúng lúc. Cơ hội để cảnh sát Boshan bắt mình lúc này là con số 0. Khả năng thứ hai là cảnh sát Boshan sẽ không tin cú điện thoại nặc danh sáng nay của hắn. Nhưng cóc cần, hắn sẽ báo cho cảnh sát Hà Nội và lão Trần Phách sẽ sướng run lên khi có tin tức về con mồi đang lẩn trốn. Sớm muộn gì Han cũng hết đất sống. Giờ sắp tiền sáng nay lĩnh, Mãnh đếm được 3.000 đô. Đúng là hào phóng một cách mù quáng. Gộp tất cả các khoản buôn bán với Han trước đây, hắn cũng đã có hơn 700.000 đô. Quá đủ, giờ là lúc tiễn Han vào cũi. Mãnh quyết định ngủ một giấc thật say, rồi tính kế quay lại Boss Han hay là trừng mại gì đó. Nhưng đó là đoạn sau. Chờ Han vào tù rồi tính cũng chưa muộn. Hắn đút sấp tiền vào túi quần. À, còn một mẩu giấy nữa. Hắn giờ hợp đồng Han đưa ra xem. Nguyễn Bạch Phương Nga, lớp 31K, sinh viên trường Múa Hà Nội. Gã cựu binh nhếch mép cười mỉa một mình. Đồ hão, ngồi đó mà mơ nhé. Hắn xé vụn mẩu giấy rồi vứt vào sọt rác. Mãnh từ từ nhắm mắt lại, quay hàm, trệu trạo một hồi rồi ngưng hẳn. Hắn đi vào một giấc chiêm bao. Vừa tiếp đi một lát, bỗng hắn vùng tỉnh dậy. Hắn sực nhớ ra sáng nay tên Trúc, một đàn em của hắn chuyên theo dõi Han, vừa báo một tin tức mới. Trúc nhìn thấy Sam lén lút đến gặp Han ngay sau khi Mãnh đi khỏi. Tên Sam sau khi rời nhà Han vội vã tiến về phía biên giới với thái độ rất đáng ngờ, như có một luồng điện chạy trong người. Hàng tỷ neuron thần kinh được kích hoạt. Mãnh bật người ngồi dậy. Thằng Sam đến lúc ấy làm gì nhỉ? Hắn đã nhận được mật lệnh của Han về Việt Nam để đón lõng mình tại Hà Nội sao? Không nghi ngờ gì nữa, vụ ca sĩ Thúy Nga cũng do chúng dựng lên rồi đâm lén sau lưng mình. Nay chúng lại định dùng chiêu bài hai mặt ấy hại hắn một lần nữa. Giỏi lắm. Mãnh vùng dậy đi đi lại lại như hổ đói trong chuồng. Mắt hắn đỏ lòng. Hai tay hắn nắm chặt đầy sát khí. Giờ đây gã đặc công đào ngũ lại mong cảnh sát Boshan chưa bắt được Han để hắn có cơ hội đích thân phanh thây kẻ phản trắc này. Móc chiếc điện thoại trong túi quần, hắn khép cửa sổ rồi gầm lên trong máy. Alo, Trúc hả? Em đây, có gì mới hả anh? Tao về đến Lạng Sơn rồi, tao quên mất giờ mới nhớ. Mày vẫn đang theo dõi thằng Sam chứ? Thì vẫn làm như lệnh của anh dặn đấy mà. Em đang ở ngoài quán cà phê cạnh nhà nó. Tốt lắm, cứ theo dõi, đừng để nó lẩn mất. Kiểu gì nay mai nó cũng dẫn xác về Hà Nội. Khi nào nó chuẩn bị qua cửa khẩu thì báo cho tao. Tao sẽ đích thân cắt lưỡi chúng nó. Ok, anh yên tâm. Nó có biến thành kiến cũng không chui lọt khỏi mắt em. Nhớ nhá, nhiệm vụ cuối đấy. Mãnh cúp máy thở phào rồi nằm vật lên giường. Ngày mai sẽ tóm được Sam và sẽ rõ cái mật lệnh tên này chuyển về Việt Nam là gì. Chương thứ 25. Trên đỉnh đèo Lim, nằm giữa vùng biên chập trùng mây núi, trời đang đứng bóng. Han vừa chạy vừa ngoái phía sau cảnh giác. Hắn men theo con đường mòn dành cho dân khuôn hàng cấm và cố trà trộn vào đám cửu vạn. Tuy chủ yếu đánh hàng về đêm, nhưng gần Tết họ cũng liều thân làm cả ngày và lực lượng hải quan không dẹp xẻ. Việc phát hiện ra hắn trong dòng người thưa thớt giữa chốn tanh thiên bạch nhật thế này là quá dễ dàng. Lượng người không đủ để trà trộn. Hắn tính nước chui rúc theo ngả khác rậm rạp hơn. Những năm tháng đi buôn hàng qua biên giới giúp cho hắn tích lũy được không ít kinh nghiệm đối phó với biên phòng và hải quan. Nếu lén lút chui rúc mà bị phát hiện thì có thể bị biên phòng xả súng, nên cứ ung dung đi như dân kiểu vạn thì hơn. Chờ trời tối sẽ an toàn hơn, hắn nấp trong một bụi cây rậm rạp ven đường và nhìn bao quát xung quanh. Hắn ngồi lọt thỏm giữa lùm cây
rồi rút khẩu súng vừa nhặt được ra, mân mê. Chà, khẩu Noriko NP-20 của sĩ quan Trung Quốc sao mà giống M1911 của Mỹ đến lạ. Có nó, hắn tự tin gấp bội. Nghĩ lại trước đây hắn từng hạ gục mấy tên cướp mà chỉ dùng mỗi một con dao găm, thậm chí là cả con béc dê khổng lồ. Lần đó nếu không có con rắn lục được huấn luyện kỹ, giấu trong ngăn xếp trước mũi giày thì chắc chắn con ác thú đêm đó đã có bữa tiệc thịt người no nê. Nghĩ đến đây hắn chặt lạnh gáy. Nếu cảnh sát Trung Quốc tiếp tục truy kích và mang theo chó thì sao? Hắn sẽ bị xé toạc ngay bên bụi sim già này khi chưa kịp về đến đất mẹ. Không, phải chuồn ngay lập tức. Nhưng mà cách nào? Hắn lo lắng, ngó ra con dốc, chợt thấy một người phụ nữ đứng tuổi mang một bao tải đang chậm chạp bò về phía Việt Nam. Mượn đồ của bà ta để cải trang thành phụ nữ. Không, bà ta sẽ hét toáng lên mất. Lát sau lại xuất hiện ba thanh niên vác những kiện hàng to như hòm đạn trên vai. Trà trộn vào đây ư? Nhưng hắn không có gì để mang và quần áo hắn khác hẳn với họ. Cũng nguy hiểm. Tiếp tục chờ đợi đối tượng khác. Lúc này hắn như con hổ đang rình để chọn con mồi ưa thích nhất. Bỗng một phụ nữ cõng một thằng bé và rách hai túi to quá tải lộ ra chiếc bụi cây. Cơ hội đây rồi, hắn chồm ra. Chào chị. Chương thứ 26. Tại đồn 35, Trần Phách có dáng điệu uể oải, hiếm thấy sau chuyến đi Trung Quốc dài ngày mà không mang lại kết quả nào. Đã hơn một tháng trôi qua, vụ án Đèo Hốc cùng với cô gái mất tích cũng nguội dần, nhường chỗ cho những vụ án mới xảy ra. Thất bại toàn diện trong vụ Đèo Hốc giáng một đòn nặng nề vào uy tín của viên đại úy. Sau mấy chục năm chinh chiến trên mọi mặt trận, ông phải công nhận kẻ thù lần này của ông có tài, biến báo và phạm vi hoạt động rộng lớn. Điều an ủi duy nhất lúc này là cơ quan Interpol mạnh như vụ bão của Nam Ninh cũng phải bó tay với tên Hoa Kiều này. Viên trợ lý Khất bất ngờ bước đến trước mặt ông. Báo cáo sếp, cô Hà Vi bỗng dưng xuất hiện ạ. Xuất hiện ở đâu? Phách tóm lấy vai viên trợ lý. Dạ thưa, ở nhà cô ta. Số là sau khi mất tích cô ta lại trở về nhà. Chính mẹ cô ta gọi điện cho đồn ta ạ. Thần kỳ thật, liệu có điều gì bịt bợm trong chuyện này không? Gọi lái xe mau để tôi đích thân xuống nhà cô ta. Không cần đâu ạ, chính mẹ cô ta dẫn cô ta đến đây để tố cáo một số chuyện khác nữa. Họ sắp đến ư? Sao bây giờ mới nói cho tôi biết? Bà ta đến cổng rồi mới nhờ bảo vệ gọi lên ạ. Họ đang ngồi dưới phòng bảo vệ. Mời họ lên đây ngay cho tôi. Gọi cậu Long và cậu Lương lên đây luôn. Rõ. Phách ra tận đầu hành lang đón khách. Khi hai người phụ nữ bước lên cầu thang, ông nhận ra cả hai đều trẻ và duyên dáng. Nếu không biết trước đây là những nạn nhân tội nghiệp, có lẽ ông sẽ nhầm họ với hai cô gái đang đi mua sắm. Thấy ông, họ bước rụt rè e ngại. Trần Phách sải bước tiến về phía họ cất lời chào. Anh dạ lên nào. Cô là Hà Vi phải không? Xin chào ông, tôi là mẹ của Hà Vi ạ. Chị ta ngượng ngùng quay lại chỉ tay vào cô gái có mái tóc nâu nhạt và khuôn mặt gần như chỉ chiếu xuống đất. Cặp mắt tinh quái của ông như bị một vố. Dung nhan cô gái mới đôi mươi đã tàn tạ đến thế này rồi sao? Phách xót xa nghĩ. Trong phòng khách, viên đại úy cố gắng mang lại nét mặt tự nhiên cho hai phụ nữ. Long và ba trinh sát khác cũng đang hồi hộp lắng nghe. Bỗng viên trực ban xuất hiện. Báo cáo đại úy, từ hôm qua đến giờ không ai thấy thượng úy Lương đâu cả. Nếu không tìm được thì nhắn cho vợ anh ta ngay. Báo cáo tất cả đều ngoài vùng phủ sóng. Cái gì hả? Cứ để cậu ta về đây sẽ biết tay tôi. Phách nổi cơn thịnh nộ, làm cho hai mẹ con Hà Vi nép vào nhau run rẩy. Bao công sức dỗ dành họ coi như phải làm lại từ đầu. Viên đại úy lấy lại vẻ cởi mở nhỏ nhẹ. Hà Vi, hãy bình tĩnh đi, đừng sợ. Tất cả chúng tôi ở đây là vì muốn giúp cô đòi lại công bằng. Hãy kể cho chúng tôi nghe tất cả những gì xảy ra với cô từ cái đêm hôm đó. Đêm hôm nào ạ? Cô gái ngước cặp mắt hoang dại nhìn người cảnh sát, rồi quay sang mẹ mình ngơ ngác. Cái hôm con đi sinh nhật với anh Tà rồi bị bắt ấy. Nhớ lại chưa con? Vâng, ngày hôm đó khi sắp tan ca, anh ấy đến đón tôi về qua nhà trọ để thay quần áo. Anh ấy đỗ xe chờ ở đầu ngõ, còn tôi chạy về nhà. Khoan đã, có thật cô đã thay quần áo không? Trần Phách ngắt lời. Ờ, có chứ ạ. Tôi thay thật mà. Có điều gì không ổn ạ? Hà Vi ngơ ngác đáp. Thay bộ mới, sạch hơn, nhưng vẫn là váy hồng và áo trắng đúng không? Long khẳng định. Không ạ, đó là bộ váy dài màu đen, bên ngoài khoác áo da cừu màu tím than dài quá gối cơ. Long ngừng bút, nhìn chăm chăm cô gái rồi quay sang sếp và thấy ông cũng không khỏi kinh ngạc. Sáng nay vị bác sĩ tâm lý đã khẳng định là đầu óc của cô ta hoàn toàn bình thường.
Vậy là bộ váy tại hiện trường không phải là của Hà Vi. Tất cả ngạc nhiên nhìn nhau. Trần Phách tiếp. Cô bình tĩnh mà kể tiếp xem nào. Thay đồ xong tôi khóa cổng rồi ra xe. Chiếc xe vẫn đỗ ở chỗ ấy. Tôi mở cửa bước vào rồi đóng cửa lại. Vừa ngồi xuống ghế thì tôi giật mình. Trông thấy một cô gái nào đó cùng hãng Chanel đang ngồi trên đùi anh ta. Tay cô ta ôm vô lăng, hệt như đòi học lái. Chiếc ghế lái thì bị lùi hết cỡ về phía sau. Tôi choáng váng vì người đàn ông luôn miệng nói chỉ yêu mỗi mình tôi, giờ lại giở trò ghê tởm này trước mặt người yêu. Tại sao cô biết cô gái đó cùng hãng Chanel? Qua bộ trang phục mà hãng cấp, cô ta cũng mặc áo trắng và váy hồng. Long nói, thưa sếp, Hà Vi đang cố tình giấu giếm điều gì đó. Chính bà bán hoa quả đầu phố khẳng định, một cô gái trẻ mặc bộ đồng phục từ ngõ nhà cô ta chui lên xe mà. Cậu bình tĩnh, bây giờ không phải là lúc tranh luận. Trần Phách bảo thư ký lấy khay tang vật trong tủ ra. Hà Vi, cô coi kỹ bộ quần áo này xem có chi tiết gì quen hay không. Cô gái lật trước lật sau rồi đưa lên sát mũi. Không có gì lạ, nhưng không phải là của tôi. Của tôi cỡ L, còn đây là M. Thế còn mẩu giấy này, cô đã thấy nó bao giờ chưa? Trần Phách đưa mẩu giấy cho cô ta. Cô gái lộ vẻ sửng sốt khi thấy tên tuổi và địa chỉ của mình được ai đó đánh máy rõ ràng, như một lệnh bắt người rút gọn. Chưa thấy bao giờ, lại càng không phải do tôi in ra. Phách ra hiệu cô tiếp tục kể. Hà Vi nói tiếp câu chuyện dang dở với tâm trạng bức xúc tột cùng. Thấy cảnh cô gái ngả ngớn trong lòng ta, tôi như bị sỉ nhục. Tôi vùng vằng đập cửa đòi xuống và muốn hủy ngay chuyến đi, nhưng không ai thèm nói với tôi lời nào. Xe tăng tốc, tôi càng hét to và đập mạnh vào cửa đòi xuống. Nhưng không được, bỗng chiếc xe đột ngột phanh gấp. Khi phía trước ánh đèn pha xuất hiện một người, bộ đội cao to, đứng chặn đầu, vẫy tay rất quyết liệt. Tôi sung sướng vì nghĩ tiếng kêu cứu của mình đã có hiệu quả. Lại là một anh bộ đội nên càng yên tâm. Tôi mở cửa định lao ra, thì người kia bất ngờ đẩy ngược tôi vào trong. Rồi chui lên xe, gã bộ đội hiện nguyên hình là một kẻ bắt cóc. Hắn bịt mắt và đè tôi sụp xuống ghế. Tôi hoang mang tột cùng. Không ai nói với ai một câu. Ta thì ngồi như cái xác để mà cô gái kia lái đi như bay. Một vở kịch câm ghê rợn. Tôi linh cảm có âm mưu dựng lên để hại mình từ trước, nhưng không thể kêu lên và cũng không nhìn thấy gì hết. Chương 27. Tiếng gọi phát ra từ bụi rậm làm cho người phụ nữ giật mình. Chị ta còn khá trẻ. Thằng bé trên lưng chị ta buông thõng đôi chân khẳng khiu gần chạm đất. Nó lả đi đến nỗi không thèm quay lại nhìn người đàn ông lao ra từ bụi cây. Anh là... Nhận ra người đàn ông phía sau, chị ta mới hoàn hồn và hỏi. Tôi cũng là dân vác hàng. Tôi thấy chị vất vả cõng thằng bé từ phía bên kia. Anh là dân bốc vác à? Đúng thế, tôi mới vào nghề và đang muốn sang bên kia tìm mối. Chị ta nhìn từ đầu đến chân người đàn ông. Chiếc mũ phớt rẻ tiền, bộ đồ lao động cũ và đôi giày thể thao màu trắng. Thoáng chút hồ nghi, chị ta khẽ mỉm cười rồi cúi mặt quay đi. Han nghĩ chị ta có vẻ ngờ vực khi thấy mình đi tay không. Mình phải ăn nói bỗ bã chút nữa mới nhập vai được. Hắn cố bắt chuyện. Họ hẹn tôi sang bên kia bốc mấy bao tải hoa quả. Đến nơi mệt bã cả người mà hàng chả đi đâu. Hóa ra là hàng còn chưa về. Bốc hoa quả ư? Anh làm cho hội Tuấn Dâu phải không? Tuấn Dâu là ai nhỉ? Có thể là tên chủ hàng nào đó. Han trả lời nước đôi. Sao chị hỏi thế? Làm cho thằng đếch nào cũng thế thôi. Keo kiệt, chậm trễ là ăn đòn ngay. Anh nói phải, không vác không được. Định cho thằng cu con đi theo giúp mẹ. Ai ngờ nó không quen, vấp phải đá, ngã xước móng chân. Thế là cả hàng lẫn người đều dồn lên vai tôi tất. Đúng là đồ quần nợ. Thằng bé đấm thùng thụp lên vai mẹ, vẻ không đồng tình và đòi nước uống. Chị ta thở dài rồi thả nó ngồi xuống mua đất. Thấy khá thuận lợi, Han bắt đầu đặt vấn đề. Chị mang thằng cu lớn tướng thế này mà không mệt à? Để tôi cõng nó cho. Nặng thì vứt mẹ nó đi, cho nó được việc. Han liếc mắt nhìn thằng bé chạc 8-9 tuổi mỉm cười. Chị ta hồ hởi lên, nhưng vẫn đề phòng người đàn ông có thể bắt cóc con mình đi chiều ngược lại. Chị ta gợi ý, anh mang dùng tôi bao hàng này thì hơn. Thằng nhỏ này hai ngày chưa tắm, anh không gửi được đâu. Thì tùy chị thôi, chẳng qua thấy chị vất vả quá mà tôi lại đi tay không, nên mới... Chị ta nguyết Han cười tủm và nhường bao tải, rồi xốc thằng bé tiếp tục đi. Xách hàng lên, Han kinh ngạc vì nó không quá nặng. Nhưng với chị ta, một phụ nữ mảnh mai, cõng thằng bé trên lưng, thì thật là kỳ diệu. Han nghĩ nếu mình đóng vai bạn đường với chị ta và cõng thằng bé thì họ có vẻ giống một gia đình. Khá hay, nhưng rõ là chưa đủ an toàn. Nếu tinh mắt, hải quan vẫn có thể nhận ra. Chắc giờ này họ đang chờ hắn ở đầu chốt bên kia.
đấy là chưa kể đến sau lưng, hai tên cảnh sát bị hắn sổ mũi sáng nay. Sẽ có thể huy động thêm quân và cả chó truy theo. Tình thế lúc ấy sẽ nguy hiểm hơn nhiều. Mang hàng gì mà nặng thế hả chị? Anh đúng là mới lên đây. Đi ban ngày thế này chỉ có quần áo giày dép cùng với hàng phụ kiện phụ nữ thôi. Tuy buôn lậu nhưng không dính loại hàng quốc cấm. Qua đồn bên kia chỉ nộp thuế tiểu ngạch là họ cho qua. Còn như tivi, đài đóm hay là gì gì khác thì phải mang chui ban đêm. Nhìn qua kẽ hở, hắn thấy lớp trong thòi ra ngoài bao dứa gai. Hắn lên lén lôi ra một bộ quần áo sơ mi nam. Mình phải thay ngay bộ quần áo này. Nếu không lát nữa cảnh sát Trung Quốc đuổi theo sẽ dễ dàng nhận ra bộ bảo hộ sáng nay. Khi thế Han đặt túi xuống, lên lén cởi quần áo và mặc bộ mới. Han không quên móc chiếc USB kim máy ghi âm cho sang chiếc áo sơ mi mới. Lóng một cái là xong, người phụ nữ cõng đứa trẻ đi trước vẫn không hề hay biết. Trong đầu Han lại lóe lên một ý nghĩ, phải thả bộ quần áo cũ vào một lối rẽ khác để đánh lừa quân đuổi theo. Han định đặt thùng hàng xuống để mang chiếc quần vứt vào lối rẽ sau lưng. Bất ngờ người phụ nữ quay lại và kinh ngạc khi thấy bộ quần áo trong bao tải đã nằm trên người người đàn ông. Ô kìa, anh này, sao lại thế hả? Han cười hề hề, xin lỗi chị, tôi mượn một lúc, xuống kia tôi trả lại. Vẻ kiều diễm hiếm hoi nơi chị ta biến đâu mất. Buồn cười cái nhà anh này, hàng đâu phải của tôi, bộ ấy rẻ cũng được chục tệ. Thiếu hàng nó phạt gấp đôi thì tôi lấy gì mà đền? Tôi đền chị đây. Han tủm tỉm cười và rút tờ 100 tệ đỏ sẫm nhét vào túi áo chị ta. Chị ta lại càng ngạc nhiên hơn trước hành động kỳ quặc này. Kiểu vạn mà tùy tiện vo tiền thế này sao? Anh ta rõ ràng là có vấn đề, không chừng đang buôn bán hàng cấm cũng nên. Nhưng kỳ lạ là anh ta lại đi tay không, mà không ai buôn hàng quốc cấm lại đi tay không giữa ban ngày thế này. Một thằng điên lạc đường chăng? Cứ để anh ta mang nốt hai bao hàng cho qua con dốc này, rồi mình sẽ lấy lại và tránh xa thôi. Chị ta quay mặt lạnh lùng bước đi, nhưng mắt vẫn liếc ngang dọc. Han tranh thủ thả hai bao hàng xuống, định đi ném quần, thì đúng lúc cô ta ngoái đầu lại. Ô kìa, anh đi đâu đấy? Han đỏ mặt ngượng ngùng nói, tôi đi tiểu một lát, quay lại ngay mà. Han mang chiếc quần thả vào một lối rẽ phía sau, còn chiếc áo nhét vào cặp quần, chờ một lối rẽ khác rồi thả tiếp. Chị ta cũng tranh thủ thả thằng bé xuống nghỉ, không rời mắt khỏi Han cho đến khi hắn dừng lại sau lùm cây, chị ta mới chịu quay mặt đi. Chờ Han quay lại, họ lại túc tác leo lên dốc. Hai bên là vách đá lởm chởm, xen lẫn những bụi sim mua rừng rậm rạp. Lần này chị ta chăm quay lại nhìn Han hơn để đề phòng anh ta ăn cắp hàng, chạy mất hoặc lại giở trò gì mới. Nhưng không, anh ta quả là một người đàn ông đáng mến. Đôi mắt anh ta to và sáng, đầy vẻ trung thực. Mọi cử chỉ của anh ta đều toát lên sự tự tin chững chạc. Quả là một người đàn ông điềm đạm dễ gần. Sau mỗi lần liếc xéo anh ta, chị lại muốn nhìn thêm lần nữa. Suốt đoạn đường dài, anh ta kể cho chị nghe câu chuyện cuộc sống của nông dân Hà Nam, lam lũ và nhấn lại. Thi thoảng Han mang vài trò mà hắn gom nhặt trong đám thanh niên đi tán gái ở quê ra mua vui cho đỡ mệt. Đã qua con dốc, chẳng biết từ khi nào chị ta quên tránh xa hắn, mà có tránh cũng chẳng được, họ tiếp tục đi. Một chốt chặn lập tôn đỏ bất ngờ lộ ra cuối con dốc trước mặt. Trạm hải quan phía Việt Nam đã ở trước mắt, họ cùng bối rối nhìn lên. Mỗi người có một nỗi lo riêng, chỉ qua chốt này nữa là xong. Han bấm bụng nghĩ, hắn sẽ hoàn toàn tự do trong biển người phía sau trạm. Nhưng khi dấn thêm mấy bước, hắn chợt nhận ra điều bất thường xung quanh chốt này. Đây là điều hắn không mong muốn. Một tốp lính biên phòng áo xanh đông như kiến, mang súng đang tụ tập canh chốt kiểm tra hộ chiếu. Không lẽ cảnh sát Post Han đã cấp báo cho biên phòng Việt Nam nhanh như vậy sao? Hắn vội đặt hai bao tải xuống đường, rồi khom người nấp phía sau trước khi tốp biên phòng kịp nhìn thấy hắn. Quay lại nhìn sau lưng, con đường mòn một bên là vách đá cao, bên kia là triền dốc với những khóm cây bụi thấp sơ sát. Không thể nấp hay là rẽ sang lối khác lúc này, chỉ có thể chạy lại một đoạn dài rồi mới có lối tắt khác. Không chần chừ, Han khom người chạy ngược một đoạn, thì khựng lại. Có tiếng động lạ phía trước, đằng xa vài bóng áo màu xanh lục thoát ẩn thoát hiện và có tiếng chó gầm gừ. Điều hắn lo nhất đã xảy ra, lực lượng cảnh sát Nam Ninh đã cho người đuổi theo, có cả chó nghiệp vụ. Han nhớ chiếc áo của mình đã nhét vào khe bao tải mà nói chuyện với người phụ nữ, nên hắn đã quên vứt nó vào lối tắt thứ hai để đánh lừa chó. Chết tiệt, tiến thoái nữ lan, đã chết thì phải chết trên đất mẹ. Hắn lại vội vã chạy về phía Việt Nam. Khi gần đến chỗ đặt hai bao tải, hắn thấy người phụ nữ đang đứng đó nhìn hắn một cách quái đản.
Ơ kìa, anh lại lén chạy đi đâu về đấy? Anh bị làm sao thế hả? Hàn thộn mặt ra giây lát. Mình vừa mới nói đi tiểu lúc nãy, hắn vội ú ớ. Tôi đánh rơi cái máy lửa sau kia. Thế đã tìm được chưa? Hàn thọc tay vào chiếc áo sơ mi, lôi ra chiếc USB. Tôi nhặt được rồi mà, ta đi thôi chị. Có vài lính bên phòng nhìn hắn, chỉ cần hắn có biểu hiện bỏ chạy là họ sẽ đuổi theo. Chỉ có cách duy nhất là thật bình tĩnh đi cùng với phụ nữ. Hàn thò tay vào bao tải sục sạo trong đống phụ kiện may mặc như nơ vòng, gương lược và những chiếc hộp nhựa. Hắn tò mò lôi ra một hộp và nhận ra nó chính là lọ phấn dung, một loại bột dưỡng da cho trẻ thơm mùi sữa. Hắn lấy ra, cố đi chậm lại để xịt lên đầu, tóc và cả gót chân. Một mùi thơm ngào ngạt tỏa ra, bất giác người phụ nữ quay lại. Hắn giật mình, nhưng may sao cô ta không ngửi thấy mùi thơm vì ngược gió và chỉ đang bảo thằng nhỏ câu gì đó. Thằng nhỏ ngẩng lên rồi ngoan ngoãn bước xuống tập tễnh. Họ còn cách đồn hơn chục bước chân. Chương thứ 28. Thiếu tá Lu trong bộ đồ dàn di cảnh sát đích thân chỉ huy 7 tên lính đặc nhiệm dắt theo 2 con chó nghiệp vụ băng núi theo lối mòn mà tên tội phạm vừa trốn. Sáng nay sau khi nhân viên trực đài nhận được tin báo, tuy còn hơi ngờ vực nhưng vì lời hứa với Trần Phách đã khá lâu chưa thực hiện nên ông vẫn hành động. Uy tín của ông không thể để mất một cách hổ thẹn như thế được. Đây không chỉ là gỡ gạc sĩ diện cho bản thân, Lu nhận thức được rằng nó còn là danh dự quốc gia, là bộ mặt của một cường quốc. Lu cho quân tập kích địa chỉ được báo, tiếc thay tên Han đã mau chân tẩu thoát từ trước. Ông cũng nhanh chóng điện thoại cho tất cả cửa khẩu biên phòng và cảnh sát địa phương răng lưới. Quả thực tin báo về Han là chính xác, chỉ tiếc rằng hai viên sĩ quan trấn giữ đường biên lại non kém và để thoát con mồi một cách đáng ngờ. Ông đã định cho bắt giam cả hai gã đó, nhưng đại úy Jinko lại can ngăn. Hắn khuyên ông để hai người này lập công chuộc tội. Một đội đặc nhiệm cùng với hai cảnh sát kia lập tức lên đường. Khi họ tràn lên đến dãy núi Lim, đường biên, hai lối đi xuất hiện. Toán cảnh sát Nam Ninh lập tức chia ra thành hai nhóm. Mũi thứ nhất do viên sĩ quan to béo dẫn đầu, bất ngờ nhận thấy mũ vứt bên đường. Y cho quân dừng lại, chính là đồ của hắn. Mang chó lại đây. Con chó nghiệp vụ sục chiếc mũi đen nhẻm vào chiếc quần như để lưu vào bộ nhớ. Có dung lượng hàng tỷ neuron khứu giác. Hai con chó như những gã nghiện vừa được xông mùi heroin đầy kích thích, chúng điên cuồng sục sạo vòng quanh mấy bụi cây, rồi bất ngờ quay lại ngả chính. Viên quản chó khoái trá trầm trồ, thính thật, chứng tỏ tên thủ phạm định đánh lạc hướng, nhưng con chó không ngu ngơ để bị hắn lừa đâu. Hai con chó nhận ra đường đi của con mồi, vội lao theo như tên bắn. Thiếu tá Lu rút khẩu tuýp 54 bên hông và lên đạn rồi dẫn quân lao lên trước. Những bước chân oai vệ dũng mãnh của ông làm đám quân ở phía sau càng thêm phấn khích. Bất chấp toán biên phòng dồn mắt về phía mình, Han cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Hai tay hắn xách hai bao hàng quá cỡ, đôi chân bước những bước nặng trịch theo sát hai mẹ con như một người chồng người cha lam lũ. Mắt hắn đảo ngang dọc nhìn năm tên lính biên phòng áo xanh được trang bị vũ khí thận răng, một tên to cao băng đỏ tay 5 năm khẩu súng trường tự động CKC. Mắt lớn háo nhìn gia đình cửu vạn, 5 cặp mắt đều dừng lại trên người đàn ông. Không nghi ngờ gì nữa, chúng đã nhận ra hắn. Bức ảnh truy nã có lẽ chúng đã nhìn mòn từ sáng nay. Khẩu Noriko trong thắt lưng nhắc nhớ hắn phải hết sức bình tĩnh. Lúc này trong đầu hắn căng lên với phương án thoát thân, đôi chân trở nên nặng trĩu. Han cố nén sự run rẩy, từ từ tiến lên. Tên đội trưởng đợi Han đến sát tầm mắt rồi nhìn từ đầu đến chân. Một con người điển trai ăn mặc bành trẻ lại sực nước hoa thơm phức, có vẻ không giống với kẻ đang bị truy nã. Gã nhìn Han hất hàm, bao chỉ đấy, bỏ xuống. Han ngoan ngoãn tuân thủ, im lặng. Bỗng người phụ nữ trẻ quay lại nhanh nhở, hàng của em đấy, gươm ngày nào chả đi qua đây mà cứ phải hỏi. Tôi không hỏi chị, xê ra. Tên đội trưởng quắc mắt, tay phải chống mạnh bắn súng xuống đất, ra oai. Anh cho tôi xem giấy tờ, mau lên. Mắt Han nhô hoa lên, hắn thọc tay vào hai túi áo, rồi lần ra sau túi quần, nhưng chẳng có gì. Mắt hắn đảo liên tục tìm cách thoát thân. Xung quanh chỉ có vách đá và những bụi cây dại tùm. Cách đó không xa là một con đường khá đông người và xe cộ qua lại. Nếu chạy xuống đó, hắn sẽ có thể lẫn vào đám người đi đường. Tốp lính sẽ không dám liều mạng xả súng. Cơ hội thoát thân là rất lớn. Lúc này, 5 cặp mắt đang nhìn hắn như thiêu đốt. Cần phải hướng sự chú ý của chúng đi chỗ khác và chớp thời cơ khi chúng sơ hở. Han bỗng reo lên. Ở kia rồi, tôi nhét chứng minh thư trong cái bao kia kìa. Han chỉ tay vào một trong 2 cái bọc hàng ở dưới đất.
Vừa dứt lời, hắn nhận ra mình vừa mắc phải một sai lầm chết người. Trong bao hàng có chiếc áo của hắn. Càng tai hại hơn khi hắn nhớ ra ở trong túi chiếc áo thô có giấy đăng ký chiếc xe 67 mang tên thật của hắn. Vậy là toi rồi. Tên đội trưởng đanh giọng, giữ hắn lại. Thằng Kha, mày lục tung cái bọc này ra. Hắn bị đẩy sang bên và kẹp giữa hai tên lính. Một tên từ trong chòi cầm kéo chui ra cắt tung cái bọc, nhìn đống hàng tạp của người phụ nữ bung ra lăn lóc, mà Han không cầm được lòng. Những đồng thù lao chết đói khi phải mang mấy chục cân hàng chui rúc qua ba ngọn núi, chị ta đã phải đổ bao nhiêu mồ hôi và nước mắt trong rủi ro và nguy hiểm để thay chồng nuôi con. Nay chỉ vì một mục đích ơn hèn mà hắn đã đánh đổ nốt bát cơm của chị ta. Một nỗi ân hận dâng lên làm hắn ứ nghẹn ở cổ. Tên lính sục sạo rồi lôi lên một chiếc áo cũ. Sao cái này lại ở đây? Han chột dạ im thin thít. Người phụ nữ lại chu chéo, này các ông thật quá thể, sao lại lục tung hàng của người ta lên như thế? Xếp lại mau, sao lại giấu chiếc áo cũ này ở đây? Tao cần đếch gì giấu hàng second hand của người ta đấy, thấy rẻ người ta lấy hết mang về. Chị ta chống nạnh đáp. Gã đội trưởng chỉ tay vào chiếc áo, lục kỹ đi. Tên lính đưa chiếc áo thô màu cỏ úa có túi lên cao, ngắm nghía trước sau rồi ngửi như đánh hơi ma túy. Một tên xen vào, hàng thùng, có khi còn nhặt được tiền đấy, anh lục hết các túi đi. Tên lính kia một tay giơ cao chiếc áo, tay kia banh các túi trước sau rồi lộn cả túi trong, nhưng chưa tìm ra một thứ gì. Han hồi hộp, hắn ân hận vì quên vứt nó từ lúc trước rồi. Ở khoảng cách 100m và với tốc độ của một mũi tên, hai con chó béc dê thiện chiến đã xác định được mục tiêu của nó ở đâu. Giữa hàng ngàn luồng hơi người qua lại mỗi ngày ở đây, chúng ngửi ra có 4 luồng hơi còn nóng hổi, một mùi thơm đặc trưng của phụ nữ, một mùi hôi hoắc của trẻ con, một mùi phấn rôm trẻ em nồng nặc, và cuối cùng là mùi mục tiêu, đó là mùi mồ hôi của đối tượng giống mùi chiếc quần lúc nãy. 4 luồng mùi đó vạch lên những đường dẫn vô hình kéo dài xuống tận dốc núi, như một chùm tên lửa hành trình thông minh được dẫn đường bằng tia laser. Khi còn cách mục tiêu khoảng 10 giây, đàn chó săn thiện chiến đột ngột tăng tốc nhắm thẳng chiếc áo. Cuối cùng thì tên lính cũng lần ra một tấm thẻ trong túi, đang định đưa ra thì bất ngờ có tiếng rít từ trên dốc. Hai con chó hung hãn không biết từ đâu lao tới. Tên lính kinh hãi chưa kịp bỏ chạy thì con chó nửa tạ đã vồ trúng chiếc áo trên tay, đẩy hắn ngã chồng cành xuống đất. Cả chó lẫn áo tấp lên mặt hắn. Đám lính tá hỏa chạy loạn xạ trong lúc chờ người quản chó hốt hoảng đuổi theo. Toán lính áo xanh lúng túng không biết nên liều chết xông vào vật chó hay là nã súng bừa vào hai con béc dê đang vật lộn đồng đội. Người phụ nữ và thằng bé kinh khiếp chạy tháo xuống dốc. Lúc này họ đưa mắt nhìn người đàn ông tốt bụng mới quen, nhưng anh ta đã biến đâu mất. Lu và toán đặc nhiệm chạy hết tốc lực phía sau. Ông chợt nghe thấy loạt đạn văng lên và tiếng chó giống thất thanh. Những tưởng biên phòng Việt Nam đã phải dùng phương án cuối cùng để hạ thủ Han. Ông vừa mừng vừa lo. Khi chạy đến nơi, ông thở không ra hơi. Một cảnh tượng hãi hùng bày ra trước mắt. Hai con chó nghiệp vụ bị bắn nát đầu trong hai vũng máu. Đáng buồn hơn, một lính áo xanh với hàng chục vết thương trên người đang nằm bất động trên mặt đất. Hai ba lính áo xanh và viên trung úy đặc nhiệm chạy đến băng bó cho anh ta trước khi trở đi bệnh viện. Lu mặt xanh như tàu lá, cặp mắt lươn của ông nảy những đốm lửa căm giận và hư vô. Một lần nữa ông lại để sổng Han, một lần nữa ông lại lỗi hẹn với Trần Phách. Chương thứ 29. Trần Phách ái ngại nhìn cô gái rồi hỏi, cô có nhận ra cô gái lái chiếc xe là ai không? Không, cô ta bị chiếc ghế lái và cả thân hình đồ sộ của anh ta che lấp. Thoạt đầu tôi ngờ ngợ là cô Lan cùng chỗ làm, nhưng khi nhìn qua kính chiếu hậu, cô ta lại không giống ai cả. Sau đó họ đưa cô đi đâu? Tôi chỉ biết chiếc xe tăng tốc, chạy được nửa tiếng thì dừng lại. Chúng bắt tôi xuống và đổi sang một chiếc xe khác mà tôi đoán là nhỏ hơn, rồi lại đi tiếp. Không lâu sau đó, tôi mệt lả đi. Chúng tưởng tôi ngạt thở nên mở cả băng bịt mắt của tôi để kiểm tra. Khi đó tôi không thấy anh ta và gã bộ đội đâu cả, chỉ có một cô gái lạ ngồi cạnh tôi và một người đàn ông lái xe. Sau khi đi thêm được độ 2 tiếng nữa, chúng đẩy tôi xuống xe đi bộ qua một khu rừng. Sáng hôm sau tỉnh lại, tôi thấy mình đã ở một nơi xa lạ, từ con người đến ngôn ngữ. Lúc đó tôi mới biết mình đã bị bắt ra nước ngoài. Từ đó tôi không còn nghe được tin tức gì về anh ta nữa. Hãy trả lời tôi đi, anh ấy giờ ở đâu? Trần Phách chậm rãi nói, tôi phải báo cho cô một tin về người yêu của cô. Anh ta đã bị sát hại ngay đêm hôm đó trên đỉnh đèo Hốc. Cô thực sự không biết ư? Hà Vi vội đưa hai tay ôm lấy đầu, mặt thất thần nhìn Trần Phách. Trời ơi, thật thế sao? Rồi cô gục xuống bàn.
Long hoảng hốt, bật dậy nói, cậu Khất, gọi lái xe đưa cô ta đi viện ngay. Mẹ cô gái vội ôm lấy con vỗ về, rồi ngần ngại nhìn sang Trần Phách. Không sao đâu, em nó xúc động quá thôi. Tôi chưa nói với con điều gì. Hôm qua về tôi đưa em nó đi bệnh viện và các bác sĩ khuyên đừng để điều gì gây xúc động mạnh. Chờ em nó tĩnh tâm một chút rồi nói. Hà Vi vẫn ôm đầu, mái tóc xoăn màu nâu nhạt bị vò rối như mớ cỏ khô. Cô không thể nói được lời nào nữa. Hai người nên về nhà nghỉ ngơi trước. Những chuyện khác sẽ tính sau. Trần Phách ôn tồn nhìn người mẹ, cũng khổ đau không kém con mình. Cho hẳn chiếc Lancaster để tiễn họ về. Trần Phách và các trinh sát lập tức nắp ráp các tình tiết vừa nhận được vào vụ án giang dở. Một nhân chứng tuyệt vời trong vai nạn nhân khốn khổ, Phách thốt lên khi đi sang phòng làm việc. Rồi ngồi xuống ghế chủ tọa, ông nói, lời khai của Hà Vi cho thấy mọi nhận định trước đây của chúng ta là sai. Không có ai chết đuối cả, bộ đồng phục không phải là của cô ta. Vậy người phụ nữ kia là ai? Gã quân nhân bí ẩn nay ở đâu? Cho đến nay đó vẫn là ẩn số, nhưng Hà Vi cũng cung cấp cho chúng ta vô số dữ liệu quan trọng. Tôi nhận định lại như sau. Đêm hôm đó, khi Hà Vi đang ở trong nhà thay quần áo, một đối tượng nào đó đã cải trang y hệt cô ta, lợi dụng bóng đen để leo lên xe Tà. Tà có lẽ tưởng nhầm là Hà Vi, không cần thay đồ nữa mà đi tiếp, nên để cô ta lên xe mà không cảnh giác. Cô ta đột nhập vào xe rồi bất ngờ ra tay đập vào đầu Tà từ phía sau. Viên đại úy lôi ra tấm ảnh chụp vùng đầu nạn nhân sau khi tai nạn và giơ lên làm chứng. Ông nói tiếp, nếu cái xác kia không thối nát và vị bác sĩ pháp y có kết luận chính xác thì chúng ta đã dễ dàng hơn. Ông nói tiếp đầy tự tin, sau khi ra tay, nữ hung thủ giả danh Hà Vi lùi ghế lái ra sau và ngồi lên đùi nạn nhân, chiếm quyền điều khiển chiếc BMW. Long phản biện tức thì, tôi có ý kiến về thời điểm tử vong của ta, nếu lên đỉnh đèo anh ta mới bị sát hại thì sao ạ? Thế cậu tin rằng ta để im cho một cô gái nào đó ngồi trên đùi, điều khiển chiếc xe và chở người yêu anh ta phía sau ư? Lại còn tên lính nào đó xông lên, khống chế Hà Vi nữa. Đây là vụ bắt cóc có tính toán kỹ lưỡng, nhất định ta đã bị đánh bất tỉnh từ khi cô gái lên xe. Vâng thưa sếp, thế vì sao lại có vụ lật xe? Do cô gái kia vụng về lái xe qua đèo trong đêm tối sao? Nếu lúc đó xe bị lật thì gã quân nhân và Hà Vi ở đâu? Long chất vấn, cậu mở sổ ghi chép lúc nãy ra xem lại đi. Hà Vi nói sau khi xe chạy 30 phút thì chúng đổi xe. Thời gian đó tương đương với thời gian ô tô chạy từ Hà Nội lên đèo Hốc. Như vậy xe BMW lật sau khi đã đổi xe. Khả năng là sau khi tất cả chuyển xe, chúng nó mới đẩy chiếc BMW có xác của Tà trong đó lăn xuống vực để tạo hiện trường giả. Quả thực nếu Hà Vi không trở về Việt Nam nữa, tên thủ phạm đã thành công khi hướng dư luận đến vụ lật xe, một mất xác, một vỡ đầu chết. Thế còn bộ váy và màu giấy? Phách không đáp. Vậy tên Hà Phan đóng vai trò gì trong vụ này? Long thắc mắc. Đây chính là tên đầu sỏ vụ bắt cóc. Trần Phách nghiến chặt răng, làm quay hàm bệnh ra. Mắt này nửa. Ông chưa quên vụ rượt đuổi êm mặt tại Boston. Ông nhổm dậy khỏi ghế, đi đi lại lại rồi nói tiếp. Theo tôi, hắn đi xe 67 phía sau để hộ tống và đối phó nếu cảnh sát đuổi theo. Hắn có thể đi cùng một xe với gã quân nhân lúc đầu. Vết dầu nhỏ trên dốc là bằng chứng cho thấy hắn đã dừng lại gây án khi đổi xe. Hắn tham gia, chuyển con tin rồi đẩy xe xuống vực. Dấu vân tay của hắn để lại trên các tay nắm. Thế dấu chân xung quanh xe sau khi rơi xuống vực là của ai? Chính là của tên Phan hoặc là của tên mặc áo lính. Chúng xuống kiểm tra xem tên Tà đã chết thật chưa. Thấy Tà chết hẳn, chúng yên tâm bò lên đỉnh núi rồi về Lạng Sơn sau đó. Long phân tích thêm, tôi cho rằng trước khi đổi xe, cô gái lạ đã bỏ bộ đồng phục lại vì hai mục đích. Thứ nhất là tránh sự chú ý, thứ hai là ngầm vu oan Hà Vi và Tà có hành vi không lành mạnh trước khi xảy ra tai nạn. Màu giấy trong váy của cô ta là thông tin nội bộ để chúng đi tìm con mồi mà thôi. Giấy được đánh máy, để lỡ ai nhặt cũng không nhận dạng nổi người viết. Một trinh sát bạn hỏi, đi bắt cóc mà lại không biết con mồi là ai và ở đâu, đến nỗi phải kè kè màu giấy trong túi. Nghe vậy có hài quá không hả ông thiếu úy? Trần Phách chen ngay vào, chúng nó không phải là lũ ngốc đâu, chứng tỏ có ai đó giao màu giấy cho chúng trước khi gây án không lâu. Tức là chính cô gái lạ kia cũng không rõ phải bắt ai trước khi nhận chỉ thị. Kẻ chủ mưu vụ này ngay từ đầu tôi đã cho rằng đang ở bên kia biên giới. Long Hà Hê nhìn đồng đội, không dưới hai lần sếp có cùng suy nghĩ với anh. Chương thứ 30.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang giấc ngủ của Mãnh. Hắn bật dậy với lấy và nhận ra Trúc đang gọi. Anh Mãnh hả? Cô mùa di chuyển rồi đấy. Thằng Sam hả? Nó đi đâu? Tất nhiên là về Việt Nam. Em đang bám theo nó đây. Mày cứ theo sát, tuyệt đối không để cho nó biết. Cứ để nó sang hẳn bên này, rồi có gì báo lại cho tao. Vâng ạ, giữ liên lạc cho anh nhé. 5 giờ chiều hôm đó, Trúc thông báo Sam đã về đến nhà trọ của hắn ở làng Phúc Xá. Một ngôi nhà 2 tầng trong hẻm vắng, bám theo đối tượng đến tận Hà Nội. Trúc tận mắt nhìn thấy Sam lên tầng 2. Hắn báo ngay cho thủ lĩnh. Anh Mãnh, thằng này vừa về đến nhà và đã tắt đèn. Đề phòng nó lại bỏ đi. Em cần xử lý thằng này sao ạ? Tốt lắm, mày cứ chờ ngoài quán nước hay là quán cà phê nào đó. 10 giờ đêm tao qua. Hơn 10 giờ đêm, Sam đã có mặt trong căn hộ 2 tầng chỉ có vỏn vẹn. Chiếc giường mộc và chiếc TV Samsung 19 inch. Nội thất hệt như một nhà trọ hạng bèo. Một tiếng trước hắn về Hà Nội với tấm thân mệt mỏi, đi qua một quán nhỏ. Sam tiện thể mua 2 chai bia với gói lạc sang. Hắn mang đồ về phòng nhấm nháp, giết thời gian trước khi đi gặp viên cảnh sát. Hắn biết cảnh sát thường về nhà rất muộn. Đợi công việc xong xuôi, hắn sẽ ăn một bữa thịt chó ra trò, nốc cạn một chai bia. Hắn thiếp đi từ lúc nào không hay. Chiếc TV đặt cuối giường phát xong một trận bóng đá và đang chiếu một bộ phim tình cảm Hàn Quốc. Tiếng TV át cả tiếng mở khóa lách cách. Đến khi cánh cửa bật mở, hắn mới choàng tỉnh. Cái quái gì thế này? Hắn thậm chí không biết mình đã ngủ bao lâu và giờ là lúc nào. Có tiếng bước chân rón rén đi hết phòng ngoài, rồi vào buồng trong mà quên khóa cự. Sam bật dậy cảnh giác. Theo bản năng, hắn tìm một thứ để phòng thân. Một gã to lớn mặc quân phục đứng ngay ở cửa. Sam dụi mắt. Một bóng đen khác lách qua hông gã cao to tiến về góc nhà nơi Sam đang rúng gió cầm chắc chai bia trong tay. Ở thế phòng thủ. Mày là ai? Sam hét to, cố che đậy sự run rẩy. Nhưng hắn biết câu hỏi của mình đã quá thừa khi kịp nhận ra gã mặc đồ lính là ai. Tên đứng trước mặt cũng không phải kẻ nào xa lạ với Sam. Trúc vua tay có ý báo Sam bình tĩnh ngồi xuống. Sam cảnh giác cao độ. Hắn biết gã lính đột ngột đến gặp mình chắc chắn là có chuyện chẳng lành. Các ông vào nhà tôi làm gì? Sao không báo trước? Bọn này vào thăm ông thôi mà. Gì mà phải đề phòng thế? Mãnh cợt nhả cài then cửa rồi tiến về giữa buồng. Hắn gạt Trúc sang một bên và chỉ cách Sam một sải tay. Mày và thằng Han lập mưu để hại bọn tao phải không? Nói đi. Mãnh rít lên. Nói láo. Chúng tao không có ý hại ai cả. Câm mồm. Mày về để báo cảnh sát phải không? Không bao giờ. Còn chối hả? Cái gì trong túi kia? Đưa đây. Mãnh chỉ tờ giấy lộ ra ngoài túi áo mỏng trên ngực Sam. Không phải của mày. Tránh ra. Mặt Sam đanh lại. Chai bia trong tay như sắp nứt. Trói nó lại. Khám người nó. Mãnh hất hàm sang Trúc. Gã do thám làm việc như một tên đao phủ lành nghề. Hắn rút sợi thừng thủ sẵn ở trong túi ra sấn đến. Nhìn thấy chai bia còn đầy trong tay Sam, hắn lưỡng lự một loáng. Để phòng đối thủ giáng đòn xuống đầu, hắn chỉ tay Sam và lên giọng cứng rắn. Thả cái chai xuống. Sam run bần bật nhưng nhất quyết giữ lấy mạng sống bằng mọi giá. Hắn từ từ nâng cái chai lên ngang mép bàn, trực đập mạnh. Trúc bất ngờ tóm lấy cổ tay đối phương nhưng bị Sam đập mạnh vào bụng. Trúc lường trước nên né kịp. Theo phản xạ, hắn tóm ngang bắp chân Sam giật mạnh. Sam bị lôi ngã ngửa thì rơi xuống bàn. Cái chai 750ml trong tay vỡ tan. Bia chảy linh láng. Trong tay Sam chỉ còn lại chiếc cổ chai dài như một lưỡi dao thủy tinh sắc lẹm. Sam vung tay đâm mạnh vào Trúc. Tên này rú lên, vộ thụt người lại. Nhanh như cắt, Sam gồng người bật dậy. Nhưng sàn nhà ướt sũng bia nên hắn lại trượt chân ngã. Mãnh nhanh chóng ập đến, đá tung mảnh chai trong tay Sam trước khi Trúc lao vào chói nghiến hắn lại. Lục người hắn đi, Mãnh ra lệnh. Sam bị quẳng nằm sấp trên giường, tay và chân bị trói chặt, miệng rên ư như một con thú sập bẫy. Trúc lục tung túi áo, giới tung ví, nhưng chỉ tìm thấy mỗi một phong bì. Hắn rút ra đưa cho Mãnh. Chính thằng Han đưa cho mày cái này phải không? Sam im lặng. Mãnh xé đầu thư và lui ra một mảnh giấy A4 được đánh máy cẩn thận. Hắn đưa lên đọc và lặng người đi. Chương thứ 31. Sau một ngày nghỉ ngơi, hai mẹ con Hà Vi lại tìm đến đồn 35 để nói hết câu chuyện mà cô trải qua cho cảnh sát. Cô kể tiếp. Đêm đầu tiên ở nước ngoài, tôi thấy có rất nhiều phụ nữ khác cũng bị bắt như tôi. Chúng giam tất cả chúng tôi tại một nơi hẻo lánh và cho ăn ngủ đàng hoàng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi không thấy một ai nữa. Cứ như sau giấc ngủ họ đã biến mất. Thấy kỳ lạ quá, tôi ra khỏi giường và tìm khắp căn nhà tối tăm một lỗ hổng nào đó để chui ra.
nhưng bất thành. Lát sau có người mở cửa và tôi nhận ra ngay hắn chính là tay bộ đội đã ép tôi vào chiếc BMW. Dù vậy hắn là người Việt Nam nên tôi đỡ sợ hơn. Tôi yêu cầu hắn đưa tôi về ngay lập tức. Hắn có làm gì cô không hay là đưa cô đi đâu nữa không? Trần Phách nói. Không ạ, hắn không động đến tôi và đối xử khá thân thiện, thậm chí còn mời tôi ăn kẹo cao su nữa, nhưng tất nhiên là tôi từ chối. Có lẽ thấy tôi khá xinh, hắn muốn lấy lòng và hứa sẽ cho tôi về, nhưng không nói rõ là lúc nào. Tôi cũng không hiểu hắn sẽ làm gì với mình trong những ngày tới. Suốt buổi hôm đó, hắn ở lì trong nhà và không cho tôi ra ngoài, cứ như sợ tôi bỏ trốn. Thức ăn nước uống đều có người mang đến đầy đủ. Tóm lại, hắn chưa làm gì xúc phạm đến tinh thần và thể xác của tôi, trừ việc hắn đã bắt cóc tôi. Thế hắn giữ cô ở đó mấy ngày? Tình trạng đó không kéo dài. Ngay nửa đêm hôm đó, có người gõ cửa. Vài tên vẻ mặt hung dữ mặc những bộ đồ dằn di hệt bộ kia xông vào. Cô gái chỉ tay vào bộ quần áo Trần Phách đang treo trên móc sau cánh cửa. Chúng kéo tôi lên xe của tay bộ đội. Nửa tiếng sau thì chúng dừng xe và thả tôi xuống một tòa lâu đài cổ ở trên núi. Một gã cao to đeo kính đen, hình như là tên cầm đầu, dẫn tôi vào trong, rồi dừng lại trước cửa một căn buồng đóng kín. Hắn vừa nói vừa hô tay ra hiệu, ý như là tôi phải phục vụ thân xác cho một ai đó. Nói xong, hắn mở cửa đẩy tôi vào, rồi đóng chặt lại. Hà Vi nghẹn lời, không muốn nhớ lại giây phút hãi hùng đó. Lát sau cô tiếp. Tôi nhìn khắp căn phòng, lờ mờ ánh đèn ngủ và dùng mình khi thấy một đứa trẻ con béo phì đang ngồi uống bia trên ghế salon. Thấy tôi hoảng sợ, hắn có vẻ thích thú, rồi bật dậy tiến về phía tôi. Lúc hắn đứng lên, tôi như suýt ngất đi vì nhận ra đó là một người đàn ông dị dạng. Tôi khóc trong sợ hãi và biết mình đã thuộc về một người đàn ông tàn tật xấu xí. Hắn giam cô ở đấy đến bao giờ? Tưởng như nơi đó sẽ là mồ chôn cuộc đời tôi, nhưng trong lúc đau đớn tuyệt vọng nhất thì một bất ngờ xảy ra. Hơn nửa tháng sau, một người quen của tôi xuất hiện. Như câu chuyện cổ tích, anh ta đã giải thoát cho tôi rồi giúp tôi trốn khỏi lãnh địa của tên ma. Anh ta đây đúng không? Trần Phách rút bức ảnh đưa cho cô gái. Đúng đó, tên anh ta là Hà Phan, một người Việt mà tôi quen biết từ lâu. Thế sau khi cứu cô, anh ta đưa cô về đây luôn à? Đâu có, hóa ra tôi đã nhầm. Anh ta lại mang tôi đi bán cho một hội khác. Tên Hà Phan này hóa ra là một tên đạo đức giả, một kẻ hai mặt. Bật mí với các anh nhé. Khi còn ở Hà Nội, hắn đã theo đuổi tôi gần cả năm trời, nhưng tôi chưa nhận lời. Khi hắn liều mình cứu tôi khỏi xào huyệt của tên ma, tôi thực sự đã siêu lòng trước hành động hảo hán đó và chỉ chờ hắn ngỏ lời nữa thôi là tôi... Nhưng hắn lại ngỏ lời dạm bán tôi cho một tên giàu hơn. Đời có ai ngờ, khi tôi đặt trọn lòng tin vào hắn thì hắn lại hiện nguyên hình là kẻ xấu. Tóm lại, tên buôn động vật quý hiếm này đã kiếm được một món hời khi bán tôi. Các trinh sát nhìn nhau thở dài. Bao nhiêu sóng gió dữ dội đã vùi dập tơi bời một thể xác tâm hồn ngây thơ trong trắng. Trần Phách nhìn cô gái đầy cảm động và ông hiểu rằng không phải ngẫu nhiên mà cô trông già đi gần chục tuổi so với bức ảnh hồ sơ mà ông vẫn xem hàng ngày. Ông hỏi, sau khi Phan bán cô cho khách mới, người này lại đẩy cô đi một nơi xa xôi hơn. Cô gái lắc đầu, rồi bỗng nhiên nở một nụ cười gần như là đầu tiên từ khi gặp họ. Khuôn mặt trái xoan rạng ngời dưới mái tóc rực mùi hoa lan dại. Cô gái chậm chậm kể như không muốn để sót chi tiết quý giá nào. Người này lái xe đưa tôi đến nơi rừng cây heo hút. Lúc đầu tôi ngỡ là vào sâu trong nội địa, nhưng khi đến một con sông lớn, anh ta dừng lại và chỉ tay về phía bên kia. Dù bất đồng ngôn ngữ, nhưng tôi đoán ý anh ta là tôi phải sang bên đó. Bất ngờ với ý định đó của anh ta, tôi nhìn chăm chăm sang bên kia sông và sung sướng vô cùng khi nhận ra có vài người đội nón lá và mặc áo dài. Tôi không tin nổi đó là quê hương mình. Lúc quay lại tạm biệt thì tôi thấy anh ta chìa một nắm tiền ra cho tôi. Anh ta ra hiệu đó là tiền đò vào tàu xe. Tôi từ chối, rồi vùng chạy qua bãi sông như đứa trẻ lao về phía mẹ. Khi con đò chất đầy hàng hóa rời bến, tôi mới dám quay lại, nhìn anh ta. Gió nam lồng lộng thổi, làm những khóm cỏ lau cong rạp xuống bên bờ. Người thanh niên ấy vẫn đứng đó, bên chiếc xe nhỏ, vẫy vẫy tay rồi gọi to vang cả khúc sông. Các anh biết anh ấy nói gì không? Tất cả lắc đầu, đôi môi xinh xắn đã tươi tắn lên. Phách và nhóm trinh sát ngơ ngác nhìn nhau. Đại loại là anh ta nói gì? Ồ, thế tôi tưởng các anh phải biết ngoại ngữ chứ. Chúng tôi chỉ biết Campuchia thôi, Long nói. Hà Vi hồn nhiên đáp. Tôi cũng không hiểu gì hết. Chỉ thấy mấy người trên chuyến đò hôm đó tủm tỉm nhìn nhau cười mà thôi. Chương thứ 32. Với nguồn thông tin do Long cung cấp, các đối tượng tham gia vụ bắt cóc lần lượt bị cảnh sát hình sự Hải Phòng tóm gọn.
Cho đến tận lúc này anh mới dám tin bức thư nạc danh kia là có cơ sở và chắc chắn nó phải từ một thành viên bí mật trong hàng ngũ tội phạm. Vì sự an toàn nên người đó đã giấu kín tung tích. Thành công này chắc chắn đến tay anh ta, và biết đâu sẽ có những bức thư khác. Cứ theo cách này, tổ chức buôn người quốc tế sẽ bị nhổ tận rễ. Một ngày nào đó, nhân vật bí ẩn kia sẽ tự động lộ diện. Long được nghỉ 2 ngày về với vợ. Nhưng chớ trêu thay, chiều nay Thu Hương sẽ theo đoàn sang Campuchia dự hội thảo trao đổi văn hóa giữa trường đại học xã hội Phnom Penh và đại học Văn Lang. Vợ đi vắng, có cái hay của nó. Anh nhủ thầm, đã lâu rồi anh chưa có những ngày tự do đến thế. Một đêm không bị ai tra khảo, chất vấn, công việc thuận lợi. Những chiến công bất ngờ sẽ kéo anh lên đỉnh cao trong tương lai gần. Lúc này anh là người tự do, anh sẽ chơi cho hết mình. Nhưng vấn đề là chơi cái gì đây? Long khoan thai vào nhà tắm, ngâm mình trong làn nước ấm. Xong xuôi, anh tiến lại chỗ chiếc túi nhỏ xinh xắn và lấy ra một chai whisky mà người bạn đi du lịch về tặng. Mình phải gọi cho mấy chiến hữu tìm một chỗ nào kha khá, ngồi lái dài mới được. Long ngồi trên ghế bành, hai chân duỗi ra, trên bàn. Anh đang lên danh sách những thằng bạn thân thích thì chợt nhận ra phía trước cửa phòng khách có một mảnh giấy nhỏ. Long ngạc nhiên vì cách đó nửa giờ, không hề có thứ gì như vậy. Nhất định ai đó đã luồn vào khe cửa khi anh đi tắm. Một bức thư nặc danh nữa thật sao? Sao dạo này lắm vụ bắt cóc thế? Anh từ từ tiến lại, cúi xuống ngó kỹ trước khi nhặt lên. Lại thêm một nạn nhân nữa rồi. Long thận trọng mở ra, rồi mang lại bàn thong thả đọc. Nạn nhân tiếp theo, vụ Thu Hương, Đại học Văn Lang, trú tại 12 Thái Thịnh. Đây chính là vợ của anh. Mắt Long hoa lên, nhìn như xuyên tờ giấy, không thể nào lại thấy được. Long cuống cuồng bấm máy gọi cho vợ. Đầu dây bên kia vang lên tiếng rì rào, ngắt quãng. Anh Long, em vừa lên máy bay, có việc gì thế anh? Em khoan hãy đi, dừng ngay lại, hoãn chuyến bay này lại. Anh nói gì lạ thế, sắp cất cánh rồi, không được. Vấn đề an ninh, sẽ nguy hiểm cho em. Anh không thể nói qua điện thoại được, nhưng bằng một giá em phải hoãn lại chờ anh. Chẳng có gì là nguy hiểm đến an ninh cả. Chúng em đi hai người, em và một chị trưởng khoa nữa, anh cứ yên tâm. Đã hẹn với người ta là sáng mai có mặt ở Phnom Penh rồi. Không thể hoãn vì lý do mơ hồ kia được. Đầu dây bên kia vang lên tiếng loa thông báo máy bay sắp cất cánh và yêu cầu hành khách tắt máy. Điện thoại bỗng dưng tắt rụt. Long vội mặc quần áo và lôi chiếc Rebel phi như bay lên sân bay Nội Bài. Lúc anh đến nơi, máy bay đã cất cánh được vài phút. Anh tức tốc chạy lại quầy bán vé. Chị ơi, có chuyến bay nào thẳng Phnom Penh đêm nay không? Chào anh, hết rồi anh ạ. Vậy có chiếc nào đi Sài Gòn không? Vẫn còn chuyến cuối cùng, nhưng cho tôi ngay một vé. Long cuống cuồng, anh chờ một lát, hiện nay đã hết vé, nhưng có người vừa hủy chuyến, chúng tôi sẽ thế anh vào. Anh có mang theo hành lý không? Không có gì đâu, tôi đi Tây không mà. Hiện chỉ còn 40 phút, anh phải mua vé và vào cổng an ninh ngay. Long móc chiếc ví giày cộp, mới lĩnh thưởng phá án vụ bắt cóc. Mắt nhìn về phía cửa kiểm tra an ninh, đang sắp chốt lại đằng xa. Mọi việc diễn ra suôn sẻ và mau chóng. Chiếc A320 của hãng Red Star, chuyến Hà Nội Sài Gòn, cất cánh. Chỉ sau vợ anh đúng 35 phút, anh sẽ kịp gặp vợ khi cô ấy lấy hành lý trước khi chuyến bay đi Phnom Penh. Long nhẩm tính nếu có vụ bắt cóc xảy ra, nó không thể xảy ra tại nơi đông đúc như sân bay. Anh vẫn đến kịp để can thiệp nếu có tình huống xấu xảy ra. Thời gian 2 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay quả là dài hơn cả thế kỷ. Rốt cuộc máy bay cũng hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Khi nó vừa chạm xuống đường băng, anh móc điện thoại gọi ngay cho Thu Hương. Em đang ở đâu? Đứng chờ anh ở chỗ lấy hành lý nhé. Không được bỏ đi đâu. Anh đùa sao? Anh cũng đi Sài Gòn đêm nay sao? Thu Hương sửng sốt. Anh không hề đùa. Với em, anh càng không bao giờ đùa. Đây là vấn đề nguy hiểm. Em phải tin anh. Phải tin ngành an ninh chứ. Nghe đây, Long gắt. Anh buộc phải nói ra sự thật. Tày trời, em có thể bị bắt cóc bất cứ lúc nào. Trời ơi, thật sao? Nhưng... Không nhưng gì hết. Em không hiểu đâu. Nhưng chúng em đã chuyển sang máy bay đi Phnom Penh rồi. Chuyến bay cuối ngày chuẩn bị cất cánh đây. Thế thôi cưng nhé, bye. Hả? Long đưa chiếc máy ra xa rồi chân chối nhìn vào màn hình. Cô ấy cúp máy rồi, điện thoại mất tín hiệu. Long đứng ngây dại giữa phi trường. Đã quá muộn, vợ anh thoát ẩn thoát hiện như bị ma bắt. Anh định hỏi nàng rằng bà trưởng khoa đi cùng có phải là tên bắt cóc hay không. Nếu không, khi xuống sân bay, nước bạn chắc bọn bắt cóc sẽ xuất hiện. Long nháo nhào tìm chỗ bán vé, nhưng anh không kịp mang theo hộ chiếu, chỉ có cách đuổi theo vợ bằng đường bộ và tìm cô ấy tại Phnom Penh. Tất nhiên với điều kiện kẻ bắt cóc chưa hành động ngay đêm nay. Long bắt taxi 3 tiếng thì đến cửa khẩu đường biên. Trời đã gần sáng,
anh tìm cách có thể vượt qua chốt hải quan. Có chiếc xe du lịch dừng lại cho mọi người làm thủ tục. Long trà trộn vào đám du khách đang chen lấn xếp hàng. Anh thấy thật buồn cười khi mình chỉ có hai bàn tay trắng mà đòi xuất ngoại. Phải nghĩ cách khác. Thay vì tiếp tục xếp hàng làm thủ tục, Long lẻn ra ngoài khu nhà, rồi tiến về dãy quán ăn và đổi tiền cách đó một quãng. Phía trước dãy nhà lụp xụp là những người lái xe ôm, taxi và những người đàn bà tay cầm sấp ngoại tệ sởi lời mời khách. Ê, đổi tiền không anh ơi? Cô gái mang cái túi xách trước bụng tiến sát Long. Tôi cần qua Campuchia nhưng quên hộ chiếu, Long nói khẽ. Thì bó tay rồi. Tôi tưởng... Sao mấy người qua casino vẫn đi về thường xuyên đi thôi? Tần ngần một lát, cô ta nhìn từ đầu đến chân Long. Bộ quần áo thể thao cũ, giày vải, mặt mũi sáng sủa. Không biết hắn định sang đánh bạc hay là nhà báo nhỉ? Cô ta thầm nghĩ. Em không thể giúp anh. Như vậy nguy hiểm lắm. Anh phải đi chui. Người ta chỉ cho anh sang đến xe riêng thôi. Không vào sâu trong nội địa được. Long hiểu đi chui tức là vượt biên trái phép, vi phạm pháp luật. Nếu không may bị tóm, còn liên lụy đến cơ quan và ngành. Đến lúc này anh phải đối mặt với vấn đề một cách nghiêm túc và buộc phải lựa chọn. Nếu anh vẫn liều lĩnh, vượt biên thì hậu quả sẽ khôn lường. Còn anh thì phó mặc may rủi cho vợ thì sao? Anh có thể sẽ mất nàng mãi mãi. Nguy cơ vợ anh bị bắt cóc như cảnh báo trong lá thư nặc danh là có thật. Anh hiểu điều này hơn ai hết. Sau lá thư thứ nhất, đúng 2 ngày một ca sĩ đã bị mất tích ở Hải Phòng. Nói lên bọn bắt cóc nguy hiểm và táo tợn đến mức nào. Vợ anh không có cơ sở nào để tin lời cảnh báo và khước từ mọi lời khuyên của anh ta. Kể cả giờ anh báo ngay cho cấp trên đi thì cũng đã quá muộn. Chớ trêu thay, nguy cơ này chỉ một mình anh biết. Và anh phải chịu trách nhiệm tất cả, tính mạng và con người tối thượng. Bất cứ ở đâu trên thế gian này, pháp luật sinh ra là để bảo vệ con người. Mà anh đang trên đường thực thi sứ mệnh cao cả đó. Không đắn đo thêm nữa, Long nhìn cô ta quả quyết. Tôi phải đi, hãy đưa tôi đi bằng mọi giá. Ok, hãy theo tôi. Cô ta dẫn anh ta ra phía dãy quán lụp xụp cách ra đó. Một người đàn ông to béo, chán hói, tác phong, an nhàn, hệt như cán bộ về hưu, nếu không có vết xăm nổi trên bắp tay và chiếc nhẫn đính kim cương to như hòn sỏi. Cô gái ghé tai nói nhỏ với ông ta vài câu gì đó, rồi bỏ đi. Ông ta hất hàm về phía sau vườn, hình như có mấy tay cò mồi đang ngủ trên những chiếc võng mắc tạm trên thân cây. Một thanh niên vẻ từng trải bước ra. Theo tôi, hắn hất hàm nhìn Long. Không chút lưỡng lự, Long theo hắn đi tới một cánh đồng trũng, hoang vu, rồi hắn dừng lại và nói, anh đưa trước cho tôi 2 triệu, sang bên kia biên giới, không tiện thanh toán đâu. Long rút ví ra và thấy chẳng còn bao nhiêu, và lại anh còn phải tốn nhiều chi phí ở bên kia biên giới nữa. Nghĩ rằng mình vẫn còn nhẫn vàng và đồng hồ phòng khi cần đến, nên Long đưa đủ tiền. Hắn nhận tiền rồi hỏi, đi casino mà mang ít tiền vậy thì đi làm gì? Tôi đi có việc, không phải đánh bạc. Vậy nhiều người Việt sang đó đánh bạc lắm sao? Đếm không xuể, họ đi thành từng nhóm như đi chợ. Sáng đi chiều về, tuy nhiên cũng có kẻ thua, nợ tiền bị giữ lại, tra tấn rồi đòi tiền chuộc, thậm chí là bắt bán nội tạng. Anh không đọc báo à? Long lúc này không còn tâm trạng nào để trò chuyện nên ậm ừ cho qua. Hắn giục, tôi đi nhanh lên, lát nữa tới chỗ biên phòng, nếu họ có hỏi gì, anh đừng nói, để tôi lo. Hắn dẫn Long qua cây cầu nhỏ sang một xóm nghèo bên kia bờ mà không gặp bất cứ nhân viên công quyền nào. Đến một chợ cóc sát biên giới, người thanh niên chỉ con phố tấp nập người qua lại rồi nói, thôi, đến đây là an toàn rồi. Anh nhớ đi lẫn vào đám người đi chợ kia nhé. Nếu muốn đi sâu vào nội địa, nhớ bắt xe đò ven đường, chứ đừng đi xe to trong bến. Cẩn thận, nó soát giấy tờ đấy. Long cảm ơn rồi trà trộn vào đám người trong khu chợ nhỏ vùng biên của người Khmer. Sau chuyến hành trình dài 13 tiếng, anh đã đặt chân lên xứ sở Chùa Tháp. Người dân ở đây dùng tiếng Khmer và tiếng Việt để giao tiếp. Anh tiến về phía những chiếc xe bụi bặm đang xếp hàng dài chờ khách. Đọc lướt đầu xe và nhận ra chiếc Hyundai 4-5 chỗ to cành phía trước có dòng chữ Phnom Penh. Khi cửa xe mở, Long cũng bước theo lên. Trong suốt chuyến đi không có một cuộc kiểm tra nào như gã tiểu vạn cảnh báo. Xe đến Phnom Penh lúc 4 giờ 45 phút chiều. Với kỹ năng của một cảnh sát, trong 5 tiếng ngồi trên xe, anh đã vạch ra kế hoạch tìm vợ mình một cách nhanh nhất có thể. Kẻ xấu có thể đã ra tay trước khi Long đến Phnom Penh. Nàng có thể đã ở trong hang ổ của bọn buôn người, còn nước còn tát. Buổi đọc sách hôm nay của chúng ta tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai.